Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình trưa nay thứ hai ngày 3 tháng 2 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thừa Thiên Huế tổ chức trọng thể nhiều hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đoàn công tác liên ngành của tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế lợi dụng tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, đầu cơ tăng giá các mặt hàng y tế. Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm vừa đấu tranh thành công chuyên án 037A bắt 3 đối tượng, thu giữ tang vật 14 bánh heroin. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 3 tháng 2, trong không khí mừng xuân mới Canh Tý 2020, cả nước kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020. 90 năm qua, Đảng ta đã khẳng định vai trò to lớn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng cùng với cả nước. Tại Thừa Thiên Huế diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Sáng nay tại nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và thành phố Huế tổ chức trọng thể lễ dân hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tham dự lễ có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, lần lượt các đoàn đại biểu đến dâng hương, đặt vòng hoa tươi thắm với dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, trước đài tưởng niệm và dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú trên mọi miền của đất nước đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong không khí trang nghiêm trước tượng đài các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao của các anh hùng chiến sĩ. Đây là hoạt động truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, thể hiện sự biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc cho thế hệ trẻ hôm nay. Cũng trong sáng nay tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Huế đã tổ chức dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc triển lãm chuyên đề 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Làng hoa tươi thắm là tấm lòng thành kính các đồng chí lãnh đạo, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lãnh tụ đã sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, lắng nghe lời căn dặn của Bác để càng thấm nhuần, sâu sắc hơn về tư tưởng, tầm vóc và công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc nói chung, với quá trình ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng. Đây cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế nguyện ra sức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới quê hương, đất nước như tâm nguyện của Bác trước lúc đi xa. Sau lễ dâng hoa, khai mạc triển lãm chuyên đề 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng là sự kiện ý nghĩa do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức. Với hơn 300 tư liệu, hiện vật quý được sưu tầm, chọn lọc, triển lãm làm nổi bật vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền giai đoạn 1930-1945, Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước giai đoạn năm 1945-1975, Đảng lãnh đạo tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước và công cuộc đổi mới đất nước từ sau năm 1975, đặc biệt là những thành tựu của quá trình đổi mới toàn diện từ năm 1986 đến nay. Trong chặng đường phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, nhiều tư liệu hiện vật cũng giúp người xem tìm hiểu những mốc son, nhiều dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế từ khi ra đời, lãnh đạo qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thị xã Hương Thủy long trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã. Sau lễ dâng hương và đặt vòng hoa, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đất nước đã không tiếc máu xương hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do hạnh phúc của nhân dân. Cùng với truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm qua, Đảng bộ thị xã Hương Thủy đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị qua từng thời kỳ. Với những thành quả đạt được, ngày 3 tháng 1 năm 2020, thị xã Hương Thủy vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra, ngày hôm qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống và sẵn sàng lực lượng, phương tiện vận chuyển, tiếp nhận công dân từ Trung Quốc và các nước khác có dịch trở về Việt Nam theo công điện của Bộ Quốc phòng. Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các cơ quan đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền cho 100% cán bộ chiến sĩ về kiến thức phòng bệnh, vệ sinh cá nhân, hạn chế tụ tập đông người, phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương, nắm chắc tình hình, chủ động phòng chống dịch bệnh virus corona, tăng cường giám sát quản lý sức khỏe bộ đội, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính để tổ chức cách ly điều trị và báo cáo. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona là loại dịch bệnh nguy hiểm. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh virus corona quân khu phải thường xuyên theo dõi, túc trực 24/24 giờ, chỉ đạo các cấp triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở đơn vị và trên địa bàn đóng quân. Hiện tại, Quân khu 4 đã thành lập một đội quân y phản ứng nhanh, 3 tổ quân y cấp cứu chuyên khoa truyền nhiễm và cơ động phòng chống dịch, tổ chức kiện toàn, tổ chức biên chế, trang bị phương tiện bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 với quy mô 400 giường bệnh và 208 nhân viên sẵn sàng khi có lệnh. Riêng bệnh viện quân y 268 sẵn sàng trưng dụng 200 giường bệnh để thu dung điều trị khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn. Thưa quý vị, mặc dù trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp, tuy nhiên công tác phòng chống dịch bệnh đang được cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai với nhiều giải pháp cấp bách. Không chỉ ở cấp tỉnh mà ngay cả các địa phương cấp cơ sở cũng đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Trong ngày hôm qua, thị xã Hương Thủy đã ra quân tổng vệ sinh môi trường và phun thuốc phòng chống virus corona. Hơn 50 cán bộ ngành y tế thị xã và các xã phường đã tiến hành chiến dịch phun thuốc phòng dịch, tổng vệ sinh môi trường khử trùng trên toàn địa bàn. Đặc biệt, tập trung triển khai tại cơ quan, đơn vị, các trường học và khu vực công cộng. Đến 16 giờ chiều ngày 2 tháng 2, công tác phun thuốc, tiêu độc khử trùng cơ bản hoàn tất. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân thị xã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn và các xã phường tập trung thực hiện tốt công tác tổng vệ sinh môi trường, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên và các em học sinh nắm bắt, nhận thức đầy đủ về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra để có biện pháp phòng chống hữu hiệu. Đồng thời phối hợp với lực lượng công an, quân đội triển khai các biện pháp tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài, trong đó tập trung theo dõi, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh cũng như các phương tiện vận tải, hàng hóa nhập cảnh, nhập khẩu qua cảng. Khi phát hiện nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thì cách ly và áp dụng các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế sự lây lan. Còn tại huyện Phú Vang, nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị sẵn sàng mọi kịch bản trong giám sát và phòng chống nếu xuất hiện dịch bệnh cũng đã được triển khai. Huyện Phú Vang chỉ đạo ngành y tế tập trung phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các điểm công cộng như tại tất cả các trường học từ mầm non đến trung học phổ thông, các chợ và các bãi rác trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động triển khai các giải pháp, chuẩn bị sẵn sàng mọi kịch bản trong giám sát và phòng chống dịch, thành lập và kiện toàn các đội chống dịch cơ động. Ngoài ra, các cấp ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, huy động toàn hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã, thị trấn luôn nâng cao công tác phòng chống dịch, nâng cao công tác truyền thông về sức khỏe, về virus corona đến các tầng lớp nhân dân, quyết tâm kiểm soát, không để phát sinh dịch, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, trong khi cả cấp ngành đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, thì nhiều cơ sở kinh doanh thiết bị y tế đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để nâng giá thiết bị y tế và trục lợi. Đây là hành vi rất đáng lên án. Trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra tình trạng nhiều cửa hàng lợi dụng nhu cầu của người dân, đầu cơ tăng giá nhiều lần so với giá niêm yết các mặt hàng như là khẩu trang, nước rửa tay, súc miệng. Trước thực trạng này, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập các đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra toàn diện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm. Phản ánh của phóng viên thời sự. Khảo sát tại các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn, mặt hàng khẩu trang hầu như chảy hàng hoặc còn rất nhỏ giọt. Các mặt hàng khẩu trang giá từ 50 đến 100 ngàn, cao hơn ngày thường từ 20 đến 70 ngàn. Mặc dù giá cao nhưng vẫn không được cung ứng, luôn trong tình trạng chạy hàng. Nhằm kiểm soát tốt giá cả, tránh đầu cơ găm hàng, sáng ngày 2 tháng 2, đoàn liên ngành bao gồm Cục Quản lý Thị trường tỉnh, Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra toàn diện, tuyên truyền xử lý những hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm để mua vét, mua gom hoặc bán với giá bất hợp lý, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp cam kết bán đúng giá niêm yết với mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn. Từ ngày mà khăn khẩu trang đấy chứ là quay không có hàng để bán 3 ngày rồi.
cái tình trạng khan hàng như rửa, thì nhưng mà quầy vẫn bán cái giá là từ 50.000 cho tới 70.000, và sau khi khan hàng thì bán tối đa là 100.000. Cũng rất là lo ngại vì trong thời gian này các nhà sản xuất và các công ty cung ứng cho mình là không có làm việc, mà lượng khách hàng mỗi ngày một đông thêm. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, qua kiểm tra 44 cửa hàng quầy thuốc đóng trên địa bàn trung tâm thành phố, có 9 quầy thuốc lợi dụng dịch corona để nâng giá các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay, nước súc miệng với giá cao hơn ngày thường từ 150% đến 500%. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lập hồ sơ, thu thập tài liệu để có căn cứ xử lý theo quy định. Các cái khẩu trang thì phải nói là cái mặt hàng này không nằm trong cái quy định bình ổn giá của nhà nước. Tuy nhiên, do cái dịch nCoV vừa qua thì một số cái cửa hàng, đặc biệt là Tân Dược, lợi dụng để nâng giá một cách nó không đúng bài bản. Đấy. Và giá rất cao. Thế cho nên là cái vấn đề này, lực lượng quản lý thị trường ngay từ đầu đã theo cái sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng cục đã cho đi kiểm tra. Mà cái quan trọng nhất là chức năng nhiệm vụ quản lý thị trường là cái việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Còn cái việc mà tăng giá đột biến đó thì nó cũng liên quan rất là nhiều ngành. Ví dụ như Cục Thuế, ví dụ như là Sở Tài chính. Thì sáng nay theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh thì Cục Quản lý Thị trường đã chủ trì đại họp và cũng đã có cái biện pháp và các giải pháp đi kiểm tra và xử lý nghiêm đối với những cái cửa hàng mà có cái dấu hiệu và cũng như đã có như kinh doanh mà tăng giá. Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, cơ quan chức năng khuyến cáo khi gặp phải tình trạng nâng giá các mặt hàng nói trên thì lập tức báo ngay cho Cục Quản lý Thị trường tỉnh hoặc phản ánh lên phần mềm tương tác đô thị thông minh Huế S để cơ quan chức năng có các cử xử lý. Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đó là có cái phần mềm là Huế S, thì nếu như bà con nào mà nhận được các cái thông tin đó thì một là trực tiếp báo cáo với lại là bên Cục Quản lý Thị trường, hoặc là thông qua Huế S thì chúng tôi sẽ xử lý ngay đối với các đối tượng đó đúng theo thẩm quyền. Liên quan đến việc đầu cơ tăng giá bán khẩu trang, thiết bị y tế, trong cuộc họp trực tuyến vào sáng ngày 1 tháng 2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị rút giấy phép kinh doanh khi phát hiện cơ sở y tế nào bán phá giá khẩu trang và thiết bị y tế. Thưa quý vị, những ngày này, dịch virus corona có lẽ là vấn đề quan tâm của tất cả mọi người. Trái ngược với hành vi gây phản cảm qua phóng sự vừa rồi, vẫn có những hành động đẹp và ấm áp tình người. Chúng tôi đang đề cập đến hành động trao tặng khẩu trang miễn phí đang được nhiều cá nhân tổ chức triển khai trong những ngày qua. Phóng sự ghi nhận về hoạt động nhân văn này trên địa bàn thành phố Huế. 15 giờ chiều tại cột đèn đỏ giao lộ Hùng Vương Nguyễn Huệ, khác với sự mệt mỏi, sốt sắng vì phải chờ đợi thường ngày, người đi đường hôm nay tỏ ra bất ngờ và thích thú khi được các bạn trẻ trao tận tay những chiếc khẩu trang y tế như thế này. Chỉ vài chục giây ngắn ngủi dừng đèn đỏ, hàng ngàn chiếc khẩu trang y tế an toàn tiện lợi đã đến tay người dân trong niềm vui của sự sẻ chia giữa cơn bão dịch virus corona. Cảm ơn thầy, cái hành động này là rất tốt, giúp tay trong phòng ngừa dịch cho cộng đồng. Trong thời gian này là nên có nhiều hoạt động thế này nữa để giúp những người đi đường và những người dân khó khăn. Hiện nay, khẩu trang y tế và nước rửa tay sát trùng đang là hai mặt hàng có giá liên tục leo thang và chảy hàng tại nhiều đại lý, quầy thuốc. Hiểu được những khó khăn mà người dân phải đối mặt trong thời điểm này, các hoạt động trao tặng khẩu trang miễn phí liên tục được nhiều cá nhân, tổ chức phát động. Khảo sát nhanh trên mạng xã hội vào thời điểm này tại thành phố Huế, có hơn 10 điểm phát khẩu trang miễn phí cho người dân, góp phần đáp ứng phần nào nhu cầu bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Hiện tại chúng tôi đã mua được 50.000 cái khẩu trang để phát miễn phí. Thì trước hết là chúng tôi sẽ từ giờ đến phát đến 50.000, sau nếu có điều kiện mua tiếp được thì chúng tôi sẽ làm tiếp tục, chung tay là phòng ngừa cái dịch corona tiền thể mới này. Trong những ngày mà cả thế giới đang hoang mang trước dịch virus corona, những hình ảnh tuy giản dị, chân phương mà đầy nồng ấm như thế này sẽ góp phần lan tỏa yêu thương, sự sẻ chia, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe đến với cộng đồng. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona đang diễn biến hết sức phức tạp. Mới đây, Bộ Y tế đã công bố đường dây nóng 1900 3228 tiếp nhận thông tin về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp.
Từ ngày 1 tháng 2 năm 2020, nhà mạng Vinaphone Mobifone sẽ miễn phí hoàn toàn cuộc gọi từ thuê bao di động đến đường dây nóng 1900 3228 phòng chống bệnh dịch do virus corona của Bộ Y tế. Đặc biệt, khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần liên lạc ngay với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị. Mọi thông tin liên hệ đường dây nóng tư vấn cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228. Việc miễn phí cuộc gọi đến đường dây nóng 1900 3228 thể hiện sự chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh virus corona và giúp cho khách hàng dễ dàng cập nhật thông tin về bệnh dịch, kịp thời bảo vệ bản thân và gia đình trước bệnh dịch nguy hiểm. Thưa quý vị, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng vừa chủ trì phối hợp đấu tranh thành công chuyên án 037A, bắt 3 đối tượng, thu giữ tang vật là 14 bánh heroin và 2 ô tô. Vào lúc 13 giờ 30 ngày 2 tháng 2, tại khu vực ngã ba đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, miền Trung, Cục phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức triệt phá thành công chuyên án 037A. Ba đối tượng bị bắt gồm Phan Văn Bá, sinh năm 1976, trú tại khu Phước Tường, Cẩm Lệ, Đà Nẵng; Lê Kim Huân, sinh năm 1990, trú tại Hòa Vang, Đà Nẵng; và Phạm Đăng Huy, sinh năm 1981, trú tại Phan Thiết, Bình Thuận. Tang vật thu giữ gồm 10 bánh bột trắng, đối tượng Phan Văn Bá khai là heroin, và 2 ô tô. Đây là lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay bị bắt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.